biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định hai bên đang lên lịch cụ thể cho các cuộc gặp, đồng thời khẳng định mục tiêu chính trong cuộc gặp lần này là phi hạt nhân hóa và hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi đang tiến hành các bước chuẩn bị, và tôi nghĩ thông báo cuối cùng về địa điểm và thời gian sẽ được công bố trong vài ngày tới. Hy vọng rằng chúng tôi có thể thảo luận được vấn đề hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, danh sách các địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đang được rút ngắn dần. Hiện hai bên cũng đang xem xét hai địa điểm có thể diễn ra cuộc họp là Singapore hoặc làng đình chiến Panmunjom, nơi cũng được Tổng thống Trump nhắc tới với đề xuất tổ chức cuộc gặp ở Nhà Hòa Bình hoặc Nhà Tự Do tại đây. Sau thành công của hội nghị thượng đỉnh Liên Triều, cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận hai nước và thế giới, với kỳ vọng tập trung vào mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và những nhượng bộ mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện.